Xin chào các bác anh chị, khi em về được mấy con đêm 11 được một ít này, xong tầm 2, 4, 6, 8, 10 30 viên đêm 11 là 08 này, con này là 08 đó. Được 3, 40 viên con R08 đó. Nhưng con này mé là em sẽ không bán này, bé mé chi đen thì nó bề mé biết ngay à, nó chỉ đen lên đầu thôi. Đó, đen đầu thì không có vấn đề gì, quan trọng là nó không bé. Room lại gần cho các bác quay này. Đó, hàng đấy không bé là được rồi. Lúc nào dùng R08 thì đó em nhé. Cái lô R04 thì em bán hết rồi. 04 thì còn ví dụ hoặc là con dùng nữa thì còn loại bị bè mé mất vào đầu ấy, thì hai viên thì em tính một viên. Nên là dùng R04 thì em mới bán nhá. Đây là R08. Ok, dùng thì inbox nhé.